còn nhiều lắm á nha. Sếp phải gắn lông mi giả đó. Mày tính nè, mày tính đâu có lông mi đâu, thấy không? Sếp phải gắn lông mi giả. Nè, mắt là lông mi rất là ngắn. Xíu chúng ta sẽ dán lông mi cho mắt to tròn nha. Mà không biết mẹ tính có chịu được không đây. Sự chắc chùi chút nó sắc ra, nó đeo đồng tay nó chắc cháy quá. Chị nén quá mà, ôi quê nén quá chịu đau nào. Nhưng mà da rất là mịn ạ, không có mụn, không có gì, nó chỉ có đen thôi. Bye bye. Bye bye, mới vô bye bye liền. Bye đó. Bye bye gì. Trang điểm luôn. À mà tính đang trang điểm nè, tính mà chào mọi người nha. Cái gì con? À clip báo nè. Xin chào. Không phải bye bye ạ. À quên, tưởng luôn clip đó. À đây mẹ tính đang trang điểm nè mọi người. Trời ơi, cả nam không biết làm trên cái mẹ cái gì. Tết châm về nó không làm cho mẹ. Trời ơi, con nhỏ này. Chắc cũng thâu từ cái hầu mà ba nó mắc tới giờ không biết làm gì trên cái mẹ ấy. Không thiệt. Đi đám cưới không làm luôn. Không luôn á. Làm mật mộc đi đám cưới luôn. Đúng rồi, không. Không làm luôn, đi không nha. Nhớ hình da này là gắn mi rồi nhiều lắm á nha. Sếp phải gắn lông mi giả đó. Mày tính nè, mày tính đâu có lông mi đâu, thấy không? Sếp phải gắn lông mi giả. Nè, mắt là lông mi rất là ngắn. Xíu chúng ta sẽ dán lông mi cho mắt to tròn nha. Mà không biết mẹ tính có chịu được không đây. Sự chắc chùi chút nó sắc ra, nó đeo đồng tay nó chắc cháy quá. Không kệ nó, đeo giấy cũng kệ nó. Thấy hình nhân vật là mi dài, môi đỏ. Mi dài, môi đỏ, má hồng thiệt là hồng. Không có còn nghe con gì đâu, con gì không con muốn. Về nhà mãi mà không có quần chắc chắn. Em lấy cái quần chắc chắn qua mà. Có một lần làm đám cưới chị ba nó là cái là một lần. Cái hầu là một lần đi đâu nữa. Thông báo cho đại gia đình biết là Hương vừa đang có quần. Có không? Đấy mà. Đây mà mẹ để thẳng đầu con làm. À thẳng đầu không? Đúng rồi, à. Quay qua quay lại con làm không nổ. Ừ. Sửa soạn coi như số 1 rồi nè. Dỗ hung rồi mà. Làm sao mà đi Sài Gòn về cái ếch ế nha. Qua ăn cơm nữa hả? Thay đồ rồi ăn cơm nữa không? Dạ không, thay đồ quay luôn đó. Qua quay luôn đi. Dạ. Trời. Quay luôn mới ăn cơm ạ. À. Ừ. Nói chung là mình cũng làm mẹ nhẹ nhàng thôi chứ. À đúng rồi, đừng, dạ. Đừng lại lẹt quá nó dị nữa chứ. Mấy công làm kia đẹp quá mẹ hết ế là mệt lắm á. Mẹ tính có nhà Sài Gòn nè. Dạ. Ghé cho nè. Cho luôn ạ? Ừ, ai cho? Ghé mua cho. À, Trâm mua ạ? Trâm mua. À, mẹ có ở mà mua? Chắc không ở á. Cho nó rồi. Vậy là cho để cho nhóc ở rồi. Dạ, nhóc này mà mấu bì, bì không ở thôi chứ mẹ tính cũng về quê. Nhưng mà về già mẹ ở quê một mình cũng đâu được, cũng phải vô đây với con chứ, với Trâm chứ. Chắc ở thôi, ăn ở quê quê sau lại á. Nhưng mà mai mốt rồi cũng phải vô à. Chứ Trâm là chắc chắn nó không chịu về quê rồi. Ừ, nó không về đâu. Dễ gì. Con Bi chắc mai mốt lớn cũng vô Sài Gòn làm việc, kiếm việc làm. Con biết Bi chưa? Con biết mà. À. Thằng Bi giống mẹ tính y chang nè. Cái mặt nè. À. Cái mũi y chang luôn. Ừ. Đây là lần đầu tiên mẹ tính gặp lên đoàn phim phải không ạ? Ủa thật sự quá.
chút nữa vui trời tự dưng vui quá trời lên đây mà mẹ tính nó ô tao sợ quá ô tao sợ quá chết rồi thiệt á sợ quá trong đáng đánh qua cái dây của mẹ tính cho đầu sợ quá sao sợ trời mẹ tính nói vậy là mẹ sợ tính sợ đoàn phim hả sợ nấu không được nữa nha không đoàn phim thì tạo ai cũng mấy mẹ tính thì tính cũng đỡ sửa chứ mà sửa nó rồi nè bây giờ sửa nó không được thì giá rồi là mỗi lần sai là 1 triệu đóng vô nhá hả con dạ xe nó, ai cũng vậy á xe nó bị mình trả ra hả thì đúng rồi mình cứ à. Mình cứ đưa cho quản lý rồi đoàn phim á cứ à. Mỗi lần sai lại quay lại là 1 triệu à. Bỏ vô đó rồi cuối năm là làm ốp đoàn cho anh em à. Phim chết trời dạ chinh nó mặc dài để tóc vậy cũng đẹp á khó làm tóc vẫn còn dạ có chứ ừ. Bới tóc lồng lộn luôn uống lộn quăng quăng đồ chứ sợ cho mẹ tính hết mình luôn á dạ để nào có dịp con về chơi à, đó, cho về trai nhìn lên nhìn lên căng ạ à. Nhìn lên tút lên trời luôn sao xíu khán giả không biết à, mẹ tính là chết luôn á chết con mang tội luôn trời ơi mà sợ không thuộc thoại chứ là rất là quý đoàn phim nhưng mà mẹ nói là mẹ không thuộc thoại sợ đóc tiền cái 2 triệu vậy rồi được sai 2 lần đó ừ. Quá 2 lần là ở đây trả nợ đoàn phim chứ không được về quê đâu hầm nam mà nói cho chị góp được nè trăm trả ừ. Chắc thua là nó chặt là 100 rõ rồi Trâm ơi Trâm tính gắn mẹ tính lông mi này được không được luôn chơi luôn trời ơi bữa nay mẹ tính nó cấp đẹp quá nè gán vô nè gán vô đi nè tay gán vô có học tay học ơ rồi đó mẹ để đâu à để trong ba lô chị á cho chà bỏ dép rồi kia đi chân không nè nè con cũng đi chân không nè à để ra lấy dép xíu nữa con làm xong rồi à chạy ra lấy dép dáng này hơi vướng nha mẹ chịu khó nha thôi để dài được không không được không được ủa sao kỳ vậy để vậy là phạt 5 triệu luôn á chết luôn trời mà cái cha ơi chưa được đùa này thôi giải à hết ngang ngán bớt đúng rồi dạ. Cái điện nó về nhà không biết nữa em đây 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 hai cái đây nữa đầu á ngon gần rầu ạ à. Nhìn xuống giùm con nhìn xuống ạ à. Không ừ. Nhắm mắt nhìn xuống ạ à. Nhìn à, xuống dưới ạ à. Dạ đúng rồi trời chắc nó ngứa chặt cái luôn hầu vừa á trời ơi mẹ tao ơi thâu thâu thôi mình đó thôi nó ngứa mẹ nói thâu tao ngứa chặt cái quá không thấy đường nữa để đi nhạc đổ cho xong rồi chưa tính ra rồi chưa vậy chưa ủa là mẹ đơn giản thôi nha ừ. Mẹ đẹp quá là không được đâu ờ à, thâu đẹp quá thâu rất ra đi không gà được không thôi. À, trời ơi buông rèm luôn làm đơn giản thôi đơn giản mới là mẹ nghe, cười mẹ cười mẹ dán lông mi cặp lông mi vô cắt khỏi dán lông mi đi hả à thôi khỏi dán đi
dán đẹp, dán đẹp mà mẹ, nhưng mà có vướng không ạ? Này là mà ốm dưới mẹ. À, là ốm. Nhưng mà có vướng lắm không ạ? Nó ngứa ngứa, nó sò chắc muốn bứt rồi quá. Em ơi, cho cái chua chắc lần bức đầu tiên, à? Lần đầu tiên mẹ được dán lông như. À, hồi giờ không có dán. Nhưng mà nè, à, để dán luôn ạ. Không, bây giờ nè, cho em thấy làm môi nó chưa đỏ, là cho đỏ. Rồi, đỏ, đỏ hơn. Xong rồi cho mẹ coi cái kính lại coi. Đánh xí mũi rồi ha. À, ừ. Xí mũi đi. Mẹ cười mới được, đánh son được, đúng rồi. Cười tươi là căng đó, đúng rồi. Căng, căng thiệt là căng, cười, cứ căng, cười căng nha con. Đúng rồi, giữ luôn, cười căng. Ở này bị trùng con đánh không được. Bây giờ coi như là hôm nay là làm nháp cái ngày mà Hồ Bích Trâm lấy chồng, coi như là mẹ làm nháp. Làm nháp trước đó mà ngày hôm nay mẹ không vượt qua được cái thử thách này, gọi là cái gì ta? Vượt qua cái công việc này á thì là mẹ không có Hồ Bích Trâm ơi giá luôn. Thôi đừng ơi giá mà. Mẹ bạn ơi à. Rồi, bây giờ ở đâu? Chưa. Qua chưa? Đâu rồi? Đây mẹ coi, mẹ ngắm coi được chưa nè. Ôi trời, mẹ ơi chết. Ôi trời, trời ơi. Ôi trời ơi. Chắc ở đây đang bất ngờ. Quay đây con coi coi. Ôi đẹp không? Ủa đẹp không? Ủa nó thấy được không? Không thấy được. Ôi trời ơi. Không, nó em như không thấy đường á. Đi như không thấy đường. Được không mấy hạt? Quá đường. Mấy thấy không? Đánh môi còn đỏ hơn má nữa. À thôi chùi bớt cái con. Thôi. Mẹ ơi, kiếm gì mẹ tính được cao rồi chưa? Chưa, để ấy đi. Nhưng mà con hỏi mẹ cái dáng mi có thoải mái không? Thôi bây giờ nó hơi đửa này mà, chứ mà thâu rất ra cũng được. Vậy thôi, tao làm tóc gì đâu? Vậy thôi. Lần đầu tiên ghét mẹ tóc, nhìn chung và cái đóng phim nha. Không có mẹ chịu không? Không có chịu mà gửi ra cũng được. Mẹ thấy khó chịu thì mẹ giật ra đi. Thôi giật ra hả? Không, dạ. Giật ra xấu lắm á. Quà xấu nè. Ờ, suy nghĩ kỹ đi. Chưa. Để vậy rất đẹp, hơi khó chịu một chút nhưng mà rất đẹp. Nó quen không? Chút nữa nó quen không? Dạ, quen, nó hoài. Chứ nó quen. À, nó quen. Đó hả? Thôi giáo quen để đi. Còn đi. Đập đi rồi qua năm đám cưới lỡ ra đây con lấy chồng, con đi lấy chồng sao? Không, cái ta nó sao dài cũng được. Không nói chưa? Chết mày nó chết. Không thấy đường rồi sao rồi Thoại? Chị An, thôi ok cha nó chẳng được. Không mong cho mọi kịch tâm. Không đâu, chị nó bóng đó chị bằng mẹ tính thôi. À thôi gắn đi, chị gắn đi. Thôi bây giờ con thấy là tất cả mọi người trong đoàn không ai gắn mi. À dạ thôi bể đi đúng rồi. Nhưng mà mẹ tính gắn nó mới nổi bật. Ờ thôi để. người lập đường vững chắc dễ sợ. Thôi để cho đẹp nha mẹ. Ừ, để không mà ông gắn thầu bạn cũng nhưng rồi. Mà nhưng mà cái anh đạo diễn là yêu cầu con gắn mi mẹ cho lên hình cho đẹp. Ừ. À, đẹp không giờ để không để nó đẹp á để không không đi coi lại lần nữa. À đẹp không à mà thâu để đi. Nhưng mà trong đoàn không ai gắn hết trơn, có mình mẹ để rất kỳ luôn á. Ờ vậy nó gắn hết vậy rồi gỡ rồi rửa không ai gắn hết luôn. Ờ vậy à, thâu rửa. Má ơi, má cho anh mẹ con vừa vừa thôi. Má ơi. Mẹ tính thấy có chuyện mẹ tính giật ra giùm con đi. Qua giật ra nè. Dạ giật đi. Hả? Cho mẹ giật đi. À thầy. Cho mẹ tính giật. À thầy hết giờ rồi mẹ ơi. Chứ đang không thấy được chớp hoài của mày. À. Chớp không? Bớt chớp không? Cái chân bích. À đây nè nó đang. À thấy đẹp không? Dạ được rồi. Vậy thấy đẹp. Đẹp. Thôi dán lại nha. Ôi dán lại rồi. Qua không đẹp nè. Đâu đếm hoàng cô mẹ cô thử con đăng. À lắm đẹp thiệt á, em luôn đã. À thưa con nãy, chứ bà thông thường nó ngứa mát quá mà. Bây giờ cho má quyết, mẹ quyết định là mẹ tính có gắn mi à, hay thấy dài đẹp không? Bả cái lông mi. Thôi, chén lông mi á, nhìn nó không có chân chất. À nhìn chân bốc lộn à. À thâu dài đi. À, được rồi. Nhưng mà con còn thấy cái môi hơi đỏ nè, giờ sao mà ý thôi chùi bớt kìa. Đâu đưa ý kiến coi. Mẹ tính thay đồ nữa nè. Mẹ tính coi lại cho mẹ tính thay đồ nè. À thôi chùi bớt đúng rồi. Mẹ ơi hết giờ luôn mẹ ơi. Rồi chùi. Coi như chưa làm gì luôn á. Coi như chưa làm gì luôn á. Rào được chưa? Chưa chùi chết con luôn rồi, lem quá. Cười đó. Đó, đoàn tôi chia ra làm rất là nhiều rút nha. Một rút bên kia là ca cổ nha. Bên này nhất cấp nha. Rồi được không con? Rồi ạ. Là không làm đầu được phải không? Dài được rồi. Làm đầu nhưng mà phải thay đồ xong con mới làm cái đào được chứ. Thôi thay đồ. Cô cho đi thay đồ. Đồ đâu? Đồ đâu con? Qua đây nè. Trời ơi. Đâu? Qua có quần không? Ông quay.
thở không? Thở vô 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 đây đây. 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 Gọi mà nó chứ cho có quần được không á đi. Có quần chắc chặt không mẹ cho còn đây. Chờ chờ gặp ta. Rồi mà tính thay đồ rồi nè mọi người nè. Vậy ta. Vừa hơi chặt á. Quay ở chặt. Ờ chặt hơn. Trời ơi. Ai đây trời ơi. Gắt khúc kiểu thiệt. Cái gì? Thôi mày có bông tay rồi. À bông tay ở đâu? Hả? Sao nó về? Bây giờ bây giờ nè, mình vẫn có về rồi, mình cởi vớ ra nghe. Cởi vớ ra nè. Mình mang vớ miết từ sáng tới giờ luôn á. À cởi ra. Thôi để cởi vớ ra. Đi lấy dép nữa hả? Dép ở phần trước á. Bỏ vô vô đây. Không để bà táo bà lấy dép mình trước hả? Đẹp hả? Thấy? Nó lấy rồi. Biết nó lấy rồi đâu trúng hầm hay chi? Lên luôn không hay là phải đâu? Ăn vô chắc nó bất phật ba tia ra luôn. Qua đâu dép đen mạng trước phía 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 đây này. À. Để là muốn cho cái này nó gọn này bóng là được. Thôi mày tính cho nghe. Bây giờ mày tính mắt đi đóng phim, mày tính chào nghe, chào mọi người.